đây. Dạ, cũng khá là đẹp. Dạ, thì đoàn của mình sẽ có thời gian ở đây tham quan, chụp ảnh cũng như là mua Summerland tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và cái người phụ nữ ở trong cái khu vực chính điện của nhà thờ á, thì các anh chị mà đi vào trong cái lễ đường á, thì các anh chị sẽ thấy ở đây người ta lấy những cái từ tự nhiên, người ta dùng những cái ô kính màu á, để lấy ánh sáng tự nhiên vào, nhìn nó rất là đẹp. Và nếu mà có ánh nắng lên nó, các anh chị nhìn vào trong nó thấy rất là đẹp. Và bên cạnh đó thì ở đây nổi tiếng là có một cái bức tượng Đức Mẹ đứng trên cái quả địa cầu, và người ta lấy cái hình ảnh của người phụ nữ Á Đông làm cái hình ảnh của Đức Mẹ đó, với cái thân hình nhỏ nhắn và giống theo cái hình mẫu của người phụ nữ Á Đông. Và bên cạnh đó thì trong ngôi nhà thờ này, ở phía sau là có một cái vườn hoa và một cái ngôi mộ của cái người đứng ra xây dựng cái ngôi nhà, người quyên góp xây dựng ngôi nhà thờ này. Bà này mất trong một cái vụ tai nạn rất là hy hữu trên đèo Ren. Đó là ngày xưa thì khi mà vua Bảo Đại đến đây thì ông đã từng có, ông vua Bảo Đại được biết đến là một vị vua cuối cùng của triều Đại Phong Kiến của Việt Nam, và ông này được nổi tiếng với lại cái chuyện tình với Nam Phương Hoàng hậu. Tuy nhiên là sau này khi thời gian làm quốc trưởng ở Đà Lạt thì ông có một cái câu chuyện tình với Thứ Phi Mộng Đẹp, và khi mà đi can ngăn cái vụ đánh ghen của Nam Phương Hoàng hậu và Thứ Phi Mộng Đẹp thì cái bà Toàn Quyền Đông Dương này, bà phu nhân này, bà bị tai nạn trên đèo Ren, và theo di nguyện của bà thì người ta chôn và ở tại cái khu vực của nhà thờ ở phía sau. Mình thấy có một cái ngôi mộ, là ngôi thật mộ của bà. Rồi đoàn của mình vào trong đây để mình tham quan, đến 1 tiếng sau là tầm khoảng 4:10 thì mình sẽ di chuyển ra ngoài khu vực xe có mặt trên xe lại giùm em. Dạ. Ở dọc hai bên người ta cũng có bán mứt rồi đó, nhưng mà ở đây thì bán giá khá rẻ, nhưng mà chất lượng nó không cao, thì các anh chị có mua không là tùy các anh chị. Dạ. Rồi, bây giờ mời các chị con mình xuống tham quan ạ. Mẹ mà mật quấy mật đầm rồi luôn rồi mà anh bọn tìm đứa đó thôi. Thầy đuối à. Mặt ăn được nữa nè, một tí. Cái hàng trong đâu mất tiêu rồi. Nó tắm tới bay rồi nó mới ra. Ủa, nãy 1 giờ là tới chỗ thì ta tắm trước đi. Tắm trước đi. Trời ơi. Tắm đi nó có ra mồ hôi đâu. Hai thằng nó nghe, nó đánh nó liền quần có ngủ. Tới chừng em ngủ, ngủ mất tiêu. Cái này không phải ăn ngược mà bận được hai bài. Vậy là đi 4 ngày cần 2 cái áo thôi. Có cái này bằng hai bài ở trong ở không. Trong nó chỉ kỹ vậy. Cái loại hai mặt hai. Anh làm kiến cho tao đó mà. Đây nè, nước nè. Nước đây nè. Ừ. Trời ơi. Quỷ. Công nhận à. Máy ảnh. Máy quay phim. Cái này không biết cái chỗ nào luôn rồi nữa. Ủa chị, cái này mình đi bao lâu vậy? 1 tiếng tới 4:10. 1 tiếng hả? Nói không rồi. Có nghe đâu à? Nãy giờ lâu quay. Ý. Chính ở Hà Nội thì dạ. Hả? Đi chỗ nào rồi? Để tối đi vậy? Tối mua, tối mua. Ông cái chị đó nó mua ở đây rẻ hơn chợ. Vậy hả? À, cũng được nha. Đây là giáo xứ Mai Anh. Rồi, số 1 Ngô Quyền Đà Lạt. Đi đường Ngô Quyền. Ừ.
giáo xứ Mai Anh, số 1 Ngô Quyền, Đà Lạt. Ôi à, đẹp nè. Mà chắc màu không lên nổi luôn. Bán số, bán số hả? Số. Wow. Chả đủ thứ thầy không? Hả? Quá đẹp, quá đẹp. Rồi lên chảnh chụp, lên chảnh chụp đi. Đi. Chắc mẹ quýnh con quá đạt. Con muốn cái gì? Hả? Tại vì mình có căn cứ trên đó, còn cái số bạn gì cũng được. Đây là không gian phía ngoài nhà thờ. Đây là một cái nơi để mà vừa tham quan, vừa chiêm ngưỡng và đồng thời có thể chụp ảnh tự sướng vậy đó. Có rất là nhiều các bạn trẻ lần lên đây chụp ảnh tự sướng, có nhiều các góc rất là đẹp. Ở đây là nghỉ ngơi tôn nghiêm nên quý vị vào đây thì làm ơn nè, mặc đồ kín đáo vào. Đây có nhiều các góc đẹp lắm. Đây một góc. Có rất là nhiều khách Trung Quốc tham quan ở đây. Đây là phía trong nhà thờ. Còn là không gian bên ngoài. Đây là phòng bán đồ ở trong nhà thờ đó quý vị. Có rất là nhiều cái vật dụng đẹp này, giá cả là khoảng 100.000. Đây rất là nhiều loại. Cái này là khoảng 50.000. Con này là 33.000. À? Này đem để ngoài một chút nó mình tính tiền luôn được không ta? Thôi để nó đi rồi chút nó mình lại. Nó rồi được rồi. Sau khi chị ấy lựa chọn thì chị ấy đã chọn được một màu như thế này. Có sao kỳ vậy? Đây mình đang thử cho bé này. À dạ. Thử giùm. Dạ em bị thêm một cái nữa.
Đây là đang thử đồ. À. Mẫu đấy, đang mẫu. À, ối vậy mẫu đó tự nhiên lựa được cái áo gì kỳ vậy? Em lựa cho chị. À đưa cho chị ha. Tưởng đâu nói là lựa cho em là rồi rồi. Mình biết chạy nút á. Trời. Em ơi em cũng biết giờ em đi đâu nữa trời. Đây là cái cây máng đồ di động. Cái cây xào đồ di động. Cái này nếu như mà cái tay mà tròn giống chị thì thôi ôm nha. Thầy cứ mua cho. Cái gì? Trời. Cái gì hả? Gì nhỏ. Không biết ý mẹ, em tính mua cái này cái kia. Em hãy coi là gì của em đi. Em cứ thổi thoải mái. Cái đó em mặc được cái hả? Không, ý nói là nếu như mà gì cái đó là cái gì đó. Đi hết nổi. Vợ ơi, xong kêu chồng nghe vợ. Chồng đi quay vòng vòng nữa. Ở đây có rất là nhiều mẫu đẹp. Wow, ở đây quá. Thương quá hà. Cái này dày lắm. Đẹp quá. Có rất là nhiều các du khách vào đây lựa. Ở ngoài kia là một cái. Đây, đây là hả? Chỗ mình vừa mới tham quan. Ủa? À, xin lỗi. Ủa, cái đó là trưng bày hả ta? Có thể hợp cho việc mà. Ừ, được đó. Ngắn hơn tí được không? Qua cái chân chưa? Chưa, rồi đây nè. Đây là bốn ngàn. Lấy này đi. Tết không? Thấy đẹp không? Đẹp mà. Cũng 95 vậy. Chị mua thôi. Ủa người ta thì chỉ bật được mấy bữa nay thôi. Về dưới không có lạnh. Về dưới không lạnh hả? Bỏ tủ luôn. Đương chứ. Có cái khổ nào khác tí không? Mệt kìa. Rồi, cảm ơn em. Đây là những cái ở phía trong, đẹp lắm. Có những cái túi rất là đẹp. Còn cái phòng phía kia là chúng ta không có đi vào được. Ta chỉ đi vào đây được thôi. Ở phía trong là cái phòng thiêu thì chúng ta chỉ được quay được ở ngoài này. Đây là sau khi mà đi xuống thì chúng ta phía dưới tạm biệt cái nhà thờ giáo xứ Mai Anh kìa. Đây hai bên có nhiều chỗ bán các loại bơ. À.
Sài Gòn, Zurich. Rồi. Không. Rồi luôn rồi, bỏ điểm luôn rồi.